Người tình màn ảnh mới đang được chú ý của Đàm Tùng Vận. Tình Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận được khen đẹp đôi khi đóng chuyện Quy Lộ Đường Về Nhà. Lên sóng từ ngày 14 tháng 3 tới nay, Quy Lộ là phim truyền hình nhận về sự quan tâm của công chúng. Chuyện phim xoay quanh chuyện tình của Lộ Viêm Thần Tình Bách Nhiên và Quý Hiểu Đàm Tùng Vận. Cả hai từng là tình đầu của nhau. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp, Lộ Thần đi tập huấn ở xa, cuộc gặp của họ ít dần. Những mâu thuẫn cả hai ngày một nhiều thêm và cuối cùng họ chọn rời xa nhau. Gặp lại nhau sau 11 năm, lúc này Lộ Thần đã trở thành đội trưởng của đội đặc nhiệm, thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm, trong khi Quý Hiểu bước đầu thành công trong công việc kinh doanh. Dù chuyện tình của cả hai đã là quá khứ, thế nhưng họ đều không thể quên người đã từng ở cạnh mình thời thanh xuân. Tuy nhiên để ở bên nhau một lần nữa, Lộ Thần và Quý Hiểu phải trải qua nhiều thử thách. Trải qua những tập phát sóng, Quy Lộ được khen nội dung gần gũi, xoay quanh câu chuyện kết hôn, ly hôn, tiền bạc, các mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp của người trưởng thành. Phim cũng khéo léo lồng ghép cuộc sống vất vả của những chiến sĩ đặc nhiệm. Ngoài ra ngoại hình lẫn tương tác của cặp đôi chính Tịnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận là điều khiến khán giả thích thú. Xin đánh giá xu kết hợp với bạn diễn nào trong đề tài phim về học đường, gia đình hay nghề nghiệp, Đàm Tùng Vận đều nhập vai tốt, giúp tác phẩm thu hút khán giả. Gần nhất cô và Vương Khải có mặt kết hợp trong phim Hướng Gió Mà Đi. Phim có chỉ số truyền thông cao được đánh giá tích cực về nội dung, đạt tỷ suất người xem ở mức 1,825%, cao hơn dự án Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện. Trong khi đó, bạn diễn của cô Tịnh Bách Nhiên được nhận xét phù hợp với vẻ ngoài rắn giỏi, nam tính của đội trưởng đội đặc nhiệm dũng cảm và can trường. Trên màn ảnh, tài tử mang đến cảm giác vững chãi của một người đàn ông trưởng thành, dù ít nói, trong nóng ngoài lạnh, nhưng Lộ Thần lại rất tinh tế, luôn quan tâm tới người yêu. Trên nhiều fanpage về phim Hoa Ngữ, nhiều fan nữ để lại bình luận khen cách xây dựng nhân vật của Lộ Thần. Họ cho rằng anh chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng, chàng trai trong mơ. Được biết trước Quy Lộ, Tỉnh Bách Nhiên có sự nghiệp nổi bật. Anh sinh năm 1989, xuất thân là ca sĩ, sau đó lấn sân sang diễn xuất. Gần nhất tháng 1 năm 2023, nam diễn viên tỏa sáng với vai diễn Nam Giác trong phim Quân Tử Minh. Khi lên sóng, ngoài lời khen về bối cảnh đẹp mắt, thiết kế công phu, diễn xuất của Tỉnh Bách Nhiên là điểm sáng trong bộ phim này. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.